Chiều hôm qua ngày 9 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn kết nối cung cầu với chủ đề Chuyển đổi số trong nông nghiệp, cơ hội và thách thức đối với nông dân An Giang. Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng 152 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh về tham dự diễn đàn. Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự được nghe các tham luận về công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp, cơ hội và thách thức đối với nông dân An Giang. Thực trạng và kết quả chuyển đổi số ngành nông nghiệp An Giang, định hướng và giải pháp trong thời gian tới, VNPT đồng hành cùng chuyển đổi số cho nông hộ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, hiện trạng, nhu cầu và giải pháp số hóa nông dân, xác thực nguồn gốc hàng hóa, một số giải pháp nông nghiệp thông minh, công tác quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với phát triển du lịch. Diễn đàn kết nối cung cầu nhằm giúp nông dân trong tỉnh nắm rõ các nội dung, nguyên tắc, giải pháp ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện giúp nông dân giao lưu giữa các lãnh đạo sở ngành, công ty, doanh nghiệp, nhà khoa học về công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất qua nền tảng số, tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu thụ sản phẩm và các chủ trương chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, từ đó đưa ra các định hướng giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp của nhà nông, giúp tạo ra các sản phẩm an toàn gắn với thị trường tiêu thụ, góp phần tạo nên một nền nông nghiệp thông minh, bền vững và hiệu quả.